Quý vị mong muốn sở hữu ngay một người bạn đồng hành để cùng nhau sơ chế những món ăn thật thơm ngon và dễ dàng trong gia đình của chúng ta thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình sở hữu ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha. Máy xay cầm tay 3-trong-1 đến từ thương hiệu Wilson, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 với 3 chức năng khác nhau. Đầu tiên đó chính là xay thịt quý vị ạ, với lưỡi thép không gỉ như thế này, kết nối cùng với cối xay với hai chế độ mạnh và nhẹ, xay nhanh xay chậm như thế này. Từ đó chúng ta có thể xay thịt, xay tôm, xay cá một cách cực kỳ dễ dàng luôn quý vị nha. Và bên cạnh đó, chức năng thứ hai, chúng ta có thể xay sinh tố một cách cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần bỏ những nguyên liệu nhờ những loại trái cây nào khác nhau, thơm ngon tùy theo yêu cầu của mình, tùy theo ý thích của mình quý vị ạ. Đó, kết nối cùng với đầu xay sinh tố cầm tay mà thôi, chúng ta có thể xay một cách trực tiếp những loại thực phẩm khác nhau, những loại trái cây khác nhau. Từ đó có những món sinh tố giải nhiệt cho những thành viên trong gia đình của chúng ta, cung cấp vitamin và các loại khoáng chất dưỡng chất nè, rất là đơn giản đúng không nào. Và bên cạnh đó, với những gia đình nào mà chúng ta thường xuyên thích làm bánh nè, thì cũng có thể kết hợp chức năng thứ ba của dòng sản phẩm lần này, đó chính là kết hợp vào đầu đánh trứng quý vị nha. Với máy xay cầm tay ngày hôm nay, chúng ta có thể đánh trứng một cách cực kỳ dễ dàng kèm theo phần cối mà chúng tôi gửi kèm đến trong bộ sản phẩm lần này, từ đó có thể là sơ chế cũng như là chuẩn bị ngay những cái phần bột đến cho những thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Và ngoài ra, với dòng sản phẩm lần này, chúng ta có thể là xay trực tiếp khi mà bạn đang nấu luôn đúng không ạ? Đúng rồi đó thưa quý vị, như vậy là rất tiện dụng, đa năng mà lại an toàn nữa quý vị ạ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cam kết về độ bền bỉ của sản phẩm này, thế nên nhanh tay gọi về cho VTV Hyundai đặt hàng ngay đi nào. Sản phẩm máy xay cầm tay 3-trong-1 đến từ thương hiệu Wilson ngày hôm nay trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng giảm ngày 400.000 đồng đến cho tất cả mọi người. Mức giá trình VTV Hyundai chỉ còn 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tặng thêm cho quý vị tích lũy 50.000 đồng. Wilson, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Quang Quý và Như Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị khách hàng thân thương của VTV Hyundai Home Shopping lại quay trở lại với dàn bếp rất là hiện đại của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu cùng với tất cả mọi người một người bạn đồng hành nhỏ nhỏ thôi nhưng mà có vỏ mọi người nha, sẽ giúp cho những thành viên trong gia đình của mình có thể sơ chế thực phẩm một cách cực kỳ đơn giản, thuận tiện và dễ dàng luôn quý vị ạ. Đến từ thương hiệu Wilson, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017, chia sẻ cùng với tất cả mọi người luôn đó chính là bộ sản phẩm máy xay cầm tay đa năng 3-trong-1 quý vị ạ. Chỉ với một chiếc máy xay mà thôi, chúng ta có thể xay thịt, xay cá một cách cực kỳ dễ dàng để sơ chế thực phẩm của mình nè. Ngoài ra chúng ta có thể xay sinh tố nữa nha. Hay là gia đình của mình muốn làm bánh thì chúng ta cũng có thể đánh trứng một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Như vậy là một chiếc máy xay cầm tay đa năng dành cho quý vị để mà chúng ta có thể dễ dàng xay nhanh hơn, mạnh hơn và tiện dụng hơn nữa với những nhu cầu trong việc chế biến món ăn. Và đặc biệt hơn là chúng tôi còn có một mức giá vô cùng ưu đãi và hấp dẫn cho quý vị khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay nữa đó quý vị ạ. Đó chính là chiếc máy xay cầm tay 3-trong-1 Wilson này thì chỉ có là 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Giá chính hãng thông thường là 999.000 đồng. Nhưng ngày hôm nay VTV Hyundai Home Shopping giảm ngay 400.000 đồng cho quý vị. Chỉ còn có 599.000 đồng mà thôi. Một mức giá vô cùng hấp dẫn để chúng ta có được một chiếc máy xay đa năng và tiện dụng nhỏ gọn như thế này đúng không nào? Đúng rồi thưa quý vị. Mức giá giảm lên tới là 400.000 đồng. Mọi người không nghe lầm đâu quý vị nha. Từ đó thì chúng ta chỉ cần chia ra là 599.000 đồng. Có cả là một cái chiếc máy xay cầm tay đa năng như thế này, có thể là sơ chế thực phẩm nè, xay sinh tố nè, đánh trứng một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện. Ngay bây giờ nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi, chọn một bộ sản phẩm như thế này 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Nhanh tay sở hữu ngay máy xay cầm tay 3-trong-1 Wilson, xay nhanh hơn, mạnh hơn, tiện dụng hơn với công suất 500W, có hai chế độ xay, xay nhanh, xay chậm, lưỡi dao bằng thép không gỉ, an toàn khi sử dụng, đa năng, an toàn, bền bỉ. Dòng sản phẩm lần này, máy xay cầm tay 3-trong-1 đến từ thương hiệu Wilson, chúng ta có thể sử dụng để xay sinh tố và xay nhuyễn cá đá quý vị nha. Sử dụng để xay thịt, xay tôm, xay cá nè, đánh trứng nè và xay được trong mọi vật chứa kể cả vật phẩm đang nấu, cho nên mọi người có thể yên tâm. Dòng sản phẩm này đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm của cả gia đình. Sản phẩm máy xay cầm tay 3-trong-1 đến từ thương hiệu Wilson, mức giá chính hãng 999.000 đồng. Ngày hôm nay trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng giảm ngày 400.000 đồng đến cho tất cả mọi người. Mức giá trình VTV Hyundai chỉ còn 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tặng thêm cho quý vị tích lũy 50.000 đồng. Wilson, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017.
Cảm ơn tất cả quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Quang Quý và Như Nguyễn trên kênh VTV We Day Home Shopping. Và từ nãy tới giờ chúng ta thấy không ạ, dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị cả một bộ sản phẩm luôn, với chức năng là đa chức năng khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng ngay nè để xay rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn ngắm bộ sản phẩm lần này quý vị nha. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là việc là quý vị mong muốn chúng ta sơ chế thực phẩm, mình xay thịt, xay cá, đúng không ạ? Có cả một chiếc cối xay như thế này nè, kết hợp cùng với sản phẩm là thân máy xay như thế này quý vị nha, kết nối trực tiếp vào phía bên trong, có cả lưỡi dao thép không kỹ như thế này, có thể là xay thực phẩm một cách cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra chúng ta muốn xay sinh tố thì như thế nào, có cả một phần xay sinh tố ở đây quý vị nha, một phần thân xay sinh tố luôn, kết nối một cách cực kỳ thuận tiện. Và bên cạnh đó, bên cạnh xay thịt, xay cá, xay sinh tố, chúng ta cũng có thể đánh trứng làm bánh như thế này, kết nối rất là tiện lợi. Và kèm theo cả đó chính là một cái chiếc cối để chúng ta có thể là đựng thực phẩm trong lúc xay nè, hay là lúc chúng ta có thể là rửa hay là vệ sinh chiếc máy sau khi mà chúng ta sử dụng một cách cực kỳ dễ dàng, đúng như Nguyễn? Đúng rồi đó quý vị ạ. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm với những sản phẩm này, chúng ta sẽ làm nên những cái món ăn nó đơn giản, nó tiện dụng như thế nào quý vị nha. Trong không gian bếp của mình với một chiếc máy xay cầm tay như thế này thì mọi thứ đã trở nên gọn gàng hơn rồi, đúng không ạ? Nhưng mới chỉ là cái nhìn ban đầu thôi. Còn bây giờ đây mình sẽ thử luôn. Đây, bây giờ trước mắt quý vị thì chúng ta cũng thấy là có một phần thân máy đây. Rồi còn sẽ có thêm nữa, đó chính là cái phần lưỡi dao cầm tay, và như Nguyễn sẽ lắp vào rất là đơn giản luôn, rất là nhanh chóng. Đó, chúng ta chỉ cần lắp vào và xoay qua thôi, đúng không nè? Rồi, mọi người nhớ là chúng ta để ý là cái khóa hai cái khóa nha. Đó, mình chỉ cần mình gài lại thôi, rất là nhanh chóng, đúng không nào? Đó. Rồi, bây giờ nè, mình sẽ cảm giác cái lưỡi dao nha. Đó, nó sẽ xoay như thế này. Hai chế độ, xoay chậm nè, xoay nhanh hơn nè. Đó. Và bây giờ thì Như Nguyễn sẽ thử luôn quý vị nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình xay sinh tố luôn. Đó, và đầu tiên thì có một món mà Quang Quý thích lắm, cho nên mình sẽ làm ngay đây. Đó chính là món dưa hấu. Dạ, chúng ta rất là đơn giản. Quý vị thấy không, Như Nguyễn có thể là tiến hành ở trong chính trái dưa hấu luôn. Đúng quý rồi. Vị nha. Đây. Rất là nhanh, đúng không nào? Chúng ta có hai chế độ khác nhau quý vị nha. Chúng ta có thể là thay đổi chế độ nè, Như Nguyễn, mình có thể là bấm 1 nè, 2, 1, 2 một cách liên tục, và chúng ta chỉ cần là kéo lên kéo xuống rất là nhẹ thôi. Đó, mình có thể là kéo lên kéo xuống rất là nhẹ thôi để cho tất cả những cái phần mà trái cây ở phía bên trong nè, đó, chứ mình có thể là dặm một cách cực kỳ dễ dàng và thuận tiện quý vị nha. Đó, từ đó thì chúng ta có thể là xay thực phẩm nè, xay các loại sinh tố khác nhau một cách rất là nhanh chóng và đơn giản như thế này quý vị ạ. Với lưỡi thép không gỉ nè, cũng như là kèm theo cái chất liệu là cái thanh xay á, cũng làm từ chất liệu thép an toàn cho sức khỏe của chúng ta luôn, cho nên là mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm. Đó, và cái lúc mà xay á, mọi người lưu ý là chúng ta đừng có để cái lưỡi dao sát quá nha, chúng ta kéo hơi lơ lửng là chút xíu, để từ đó thì những cái nguyên liệu ở phía bên trong có thể được trộn nè, trộn một cách rất là nhanh chóng như thế này thôi. Đó, chúng ta có thể là xay cầm tay, và mùi dưa hấu bốc lên rất là thơm, đúng không Như Nguyễn? Đúng rồi, Như Nguyễn thấy cái mùi này rất là hấp dẫn quý vị ạ. Như vậy là mình có thể là làm liền ngay tại nhà, rất là tiện dụng với một chiếc máy xay cầm tay như thế này, chỉ cần là mình có thể sử dụng ngay trên ở trong cái phần vỏ dưa hấu luôn quý vị nha. Rồi bây giờ đây thì nghĩ tới cái câu chuyện rửa, nếu mà không kỹ lưỡng mình dễ bị đứt tay như khi mình chạm vào lưỡi dao, nhưng mà với máy xay cầm tay này tiện lắm. Như Nguyễn chỉ cần chuẩn bị một cái khay nước như thế này thôi, Nguyễn cho vào bên trong. Đó. Rồi bây giờ là mình rửa rất là nhanh nè, bây giờ mình dơ lên coi là đã sạch chưa nè. Đó, mọi người thấy không ạ? Bình thường với những cái lưỡi dao như thế này nè, nếu như mà chúng ta kê cái tay của mình vô nè để mình có thể rửa, rất là dễ bị đứt tay, đúng không nào? Đúng. Tuy nhiên rồi, với dòng sản phẩm lần này có kèm một cái cối xay luôn, mình chỉnh chế độ mình ấn vào thôi, nó quay đã tự động làm vệ sinh rồi, rất là nhanh chóng, đúng không nào? Đúng đó, rồi. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì với dòng sản phẩm này, đây là chức năng đầu tiên chúng ta có thể thực hiện ngay những món sinh tố những thành viên trong gia đình của mình. Bên cạnh đó, ở nhà nếu mà chúng ta có những bé nhỏ nè, chúng ta cần phải xay thịt xay cá, đúng không ạ? Thì chắc chắn là chúng ta phải cần một cái chiếc cối xay như thế này. Một chiếc cối xay như thế này nè, chúng ta có thể là để rất là nhiều thực phẩm khác nhau nha. Bây giờ Quang Quý mở ra cho tất cả mọi người cùng xem ạ. Đó, có một cái chiếc khớp nè, chúng ta chỉ cần vặn rào nghe một cái rút một cái, có nghĩa là đã kết nối rất là chặt rồi. Ở phía bên trong lưỡi dao thép không gỉ nè, Quang Quý nghiêng qua nghiêng lại, mọi người thấy không ạ? Độ sáng bóng của nó, đó, sáng bóng và rất là sắc bén, giúp cho chúng ta có thể là xay rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau, xay thịt xay cá nè. Trong lúc mà chúng ta xay, mình cũng có thể là bỏ thêm các loại rau củ quả, và mình xay trong lúc mà mình bỏ gia vị vào luôn quý vị nha. Đó, kết nối cùng với chiếc cối như thế này, và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là kết nối với nguồn điện và xay một cách cực kỳ dễ dàng và tiện lợi luôn. Cũng vô cùng đơn giản quý vị nha, chúng ta tháo lắp rất là dễ dàng. Ở trên này thì nó cũng sẽ có cái hình để hướng dẫn chúng ta những cái khóa như thế nào, và sau đó mình lắp cái phần thân máy vào thôi. Đây, đây là mở ra này, đó, rất nhanh chóng, và sau đó mình lắp vào quý vị ạ. Đó, để mà chúng ta khóa chiếc máy này lại. Rồi, và bây giờ mình chỉ cần là mình nhấn nút thôi là chúng ta sẽ có được là
một chiếc máy rất là tiện dụng luôn để mà chúng ta xay thịt nè. Đó, thậm chí là các quý ông cũng có thể bước vào trong không gian bếp giống như là quan quý vậy. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nha. Đó. Rất là nhanh đúng không? Đó, ấn lên, ấn xuống, ấn lên, ấn xuống nè. Đó, nhờ anh quay phim cho lại cận cận cái hình thịt ở phía bên trong nè. Mọi người thấy không ạ? Sau cái quá trình mà xay như thế này thì tất cả những nguyên liệu chúng ta đã được trộn đều rồi. Và được xay rất là nhuyễn đúng không quý vị? Đó, chúng ta cũng có thể là sơ chế thực phẩm một cách cực kỳ nhanh chóng. Xay thịt, xay cá và mình có thể là mình pha trộn vào đó những cái loại rau, củ, quả một cách cực kỳ đơn giản và thuận tiện như thế này luôn. Quý vị ạ, mà chúng ta cũng thấy là chiếc cối này rất là gọn đó quan quý. Trong khi bình thường mà mình sử dụng những cái chiếc cối xay khác thì nó hơi cồng kềnh đúng không nào? Đúng rồi. Bây giờ nè, mở ra cho tất cả mọi người cùng thấy nha. Sau cái quá trình mà chúng ta xay nè, đó tất cả những nguyên liệu đã rất là nhuyễn, rất là tơi xốp như thế này và được trộn rất là đều luôn. Bình thường nếu mà quý vị có thể là xay thịt, xay cá nè, chúng ta có thể bỏ tiêu nè, bỏ hành nè, bỏ tỏi, bỏ những loại gia vị vào. Mình có thể xay cùng một lúc để mình đỡ cái công mà sau khi mà chúng ta xay xong thì chúng ta phải trộn rất là mệt đúng không ạ? Từ đó chúng ta có thể làm những cái loại chả rất là thơm ngon như thế này đúng không Như Nguyễn? Như đúng vậy là đó. Với một dòng sản phẩm mà thôi, với ba chức năng khác nhau, lúc đầu thì chúng ta đã xay sinh tố rồi nè, rồi chúng ta lại xay thịt rồi nè. Quan quý biết là Như Nguyễn có một cái sở thích, đó chính là Như Nguyễn thích làm bánh đúng không? Đúng rồi, bởi vì á trong không gian bếp của nhà mình mà có những cái món bánh nướng thơm ngon á thì sẽ vô cùng hấp dẫn, nhất là những cái gia đình mà có trẻ nhỏ quý vị ạ. Và chúng ta không cần phải trang bị một chiếc máy đánh trứng cồng kềnh nào khác, chỉ cần sở hữu chiếc máy xay đa năng 3-1 của Golden này thôi, bởi vì mình sẽ có một cái phần thân đánh trứng quý vị nha, để mình lắp vào trong cái phần mà thân máy và rất đơn giản, dễ dàng sử dụng, thậm chí là các quý ông cũng có thể làm được luôn. Hãy cùng xem quan quý tháo lắp nha. Quan quý thấy là bình thường là Như Nguyễn rất là hay làm bánh, cho nên là ngày hôm nay cho quan quý hơi dành cái lĩnh vực chút xíu. Rồi, là quan quý luôn, thử xem như thế nào nha. Mọi người ơi, vẫn là kết nối một cách cực kỳ dễ dàng, xoay lại đó rất là chặt rồi đúng không nào? Với hai chế độ khác nhau mạnh và nhẹ nào, quan quý xoay đó rất là dễ đúng không ạ? Và mời mọi người xem là quan quý sẽ làm bánh như thế nào mọi người nha. Rồi. Ở đây có cả là một cái chiếc cối là đựng bột nè ha. Đó, quan quý cũng chuẩn bị sẵn, đó chính là trứng gà, mình đổ trứng gà vô. Rồi bây giờ Như Nguyễn sẽ giúp quan quý là cho cả sữa vào trong luôn nha. Rồi đổ sữa vô nè. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của đầu bếp làm bánh quan quý. Xay. Đó mọi người thấy không ạ? Rất là nhẹ nhàng và thuận tiện luôn quý vị nha. Và với dòng sản phẩm ngày hôm nay kèm theo cả một cái chiếc cối xay như thế này. Đó cho nên là chúng ta có thể là hoàn toàn an tâm luôn. Với chiếc cối xay như thế này thì miệng cối rất là cao, cho nên nếu mà chúng ta có đánh trứng nè hay là đánh bột như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không có bị bay lên, không có bị văng lên vào người của chúng ta. Cho nên mọi người cũng có thể yên tâm. Thiệt ra chia sẻ cùng với mọi người luôn, quan quý rất là ít khi làm bánh luôn. Nhưng mà với dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể là yên tâm thuận tiện nè. Rất là nhanh đúng không nào? Rồi chớp mắt một cái thôi là chúng ta đã thực hiện được một cái phần nguyên liệu để chúng ta có thể làm bánh rất là dễ như thế này rồi. Đúng rồi, quý vị có thể thấy là cái phần bột mà quan quý vừa đánh xong đó, nó rất là sánh mịn quý vị à. Đó, nó không có còn có phần lợn cợn nữa đâu. Cái phần bột nè, hột gà nè, rồi cả đúng phần rồi. Sữa nữa đã được hòa quyện vào nhau rồi. Như vậy thì rất nhanh mình sẽ có cái lớp bột thật là ngon để mình làm nên những cái chiếc bánh nướng. Mà làm sao để rửa được cái phần thân đánh trứng như thế này đây, liệu là có phải mất quá nhiều thời gian hay không? Vô cùng dễ dàng với chiếc máy xay này quý vị nha. Đó, và quý vị có thể thấy không ạ? Chúng ta chỉ cần đổ nước vào cái phần cối mà chúng tôi kèm theo dòng sản phẩm lần này nè. Từ đó chúng ta chỉ cần ấn 1212 mà thôi, đã rất là sạch sẽ rồi đúng không nào? Đó, từ đó dòng sản phẩm lần này chúng ta có thể sở hữu ngay, thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau. Mình có thể là sơ chế thực phẩm quý vị ạ. Đó, và bây giờ thì ông quý tiếp tục chia sẻ thêm là một cách thức nữa để chúng ta có thể sở hữu dòng sản phẩm lần này. Như lúc đầu chúng tôi đã có chia sẻ cùng với tất cả mọi người là mình có thể xay thực phẩm ngay cả khi đang nấu quý vị đúng nha. Rồi. Đó, và cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý là gì ạ? Với những dòng sản phẩm máy xay mà khi mà xay thực phẩm đang nấu thì cái phần máy xay cầm tay của chúng ta, cái phần thanh của nó phải làm từ thép không gỉ quý vị nha, và chất liệu là phải đảm bảo an toàn cho những thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là trong lúc nhiệt độ cao như thế này. Quan quý đang nấu một cái món cháo bí đỏ với rau củ dành cho các bé trong nhà của mình. Wow. Đó, thay vì bình thường á Như Nguyễn là mình phải nấu như vậy xong ha, rồi xong là mình phải đổ ra rồi mình phải để nguội rồi mình phải tốn rất là nhiều nữa. Thời gian đúng không nào? Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này chỉ cần xay vào thôi. Đó, mình có thể là để trực tiếp vào bên đây nha. Mình có thể là xay nè, xay cho tất cả mọi người cùng thấy nha. Đó. Wow, quan quý trở nên chuyên nghiệp hơn hẳn với chiếc máy xay này quý vị ạ.
Và rất là đơn giản, mình chỉ cần là chọn cái chế độ xay nhanh hay xay chậm thôi, để cho đồ ăn của mình nó sẽ có những cái mức độ nhuyễn khác nhau tùy theo là độ tuổi của bé nhà mình nữa. Như vậy rất là tiện, không có cần mà phải nấu xong rồi lại đổ ra ngoài, rồi mình xay nhuyễn xong mình lại bỏ vào trong nấu nữa, thì nó lại khiến cho rất là nhiều những cái nồi chảo bị dơ nè. Rồi chưa kể là cái công tác làm của mình nó cũng tốn kém nhiều thời gian hơn. Còn bây giờ thì vô cùng tiện dụng, ngay trên bếp mình đang nấu thì đều có thể xay được rồi. Và mình thấy đó, hồi nãy thì mình xay ở trong một trái dưa hấu, mình xay ở trong một cái chiếc cối, mình xay ngay trực tiếp trong cái cối xay thịt luôn. Và đó, bây giờ xay trực tiếp trong chiếc nồi luôn. Bất cứ những cái vật dụng nào mình cũng có thể là xay ở trong được cả. Rất đúng tiện rồi dụng. Và bây giờ cho mọi người kiểm tra nè, chúng ta có thể là đó, nhờ anh máy quay zoom cận lại nè. Đó, Quang Quý đã xay rất là nhiều những loại rau củ nha, có bí đỏ nè, có cà rốt nè, cùng với cháo của chúng ta. Như vậy là rất là mềm và rất là nhuyễn rồi. Và đó, sau quá, khoảng thời gian chúng ta xay như thế này thì cái lưỡi dao nó đã bị dơ đúng không nào? Rồi bây giờ là để cho Như Nguyễn có thể là giúp Quang Quý nè, mình có thể là vệ sinh cái lưỡi dao ngày hôm nay nha. Rồi bây giờ mình chỉ cần là đơn giản thôi, mình cho vào trong cái chiếc cối mà mình đã chuẩn bị một cái lượng nước vừa đủ. Và bây giờ mình chỉ cần nhấn nút thôi quý vị ạ. Đấy, nhấn nút thôi. Đó, đó là chúng ta có thể là rửa sạch rồi. Đây. Và bây giờ quý vị có thể cùng với Như Nguyễn mình xem cái lưỡi dao sau khi mà đã được rửa sạch nha. Rất là dễ dàng luôn. Với cái thao tác vệ sinh như thế này thì các chị em phụ nữ của chúng ta không có tốn quá nhiều thời gian đâu ạ. Mà mình còn có thể là tiết kiệm được công sức của mình nữa. Đó, và cái việc mà dọn dẹp cũng không cần phải là một áp lực cho các chị em phụ nữ nữa. Với chiếc máy xay cầm tay này quý vị nha, rất là đơn giản. Đó, mình xay một lần thì nó đã bắt đầu sạch rồi. Đúng rồi. Và sau đó mình cứ tiếp tục, mình xay ở trong cái khay cối nước của mình đã chuẩn bị thôi. Đó, rất là nhanh chóng và thuận tiện đúng không nào? Và đặc biệt với dòng sản phẩm lần này đến từ thương hiệu Golson quý vị nha. Golson, Quang Quý tin chắc rằng đã trở thành một thương hiệu rất là quen thuộc với tất cả những thành viên trong gia đình của mình. Và Golson cũng được bình chọn là thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017 do người tiêu dùng bình chọn đó quý vị. Và danh hiệu đó do người tiêu dùng bình chọn cho nên chúng ta có thể đảm bảo là về cái chất lượng của nó đã được kiểm chứng thông qua sự sử dụng của rất là nhiều quý vị khách hàng. Và đặc biệt trong chiếc TK này, một chiếc máy nhỏ như vậy thôi, rất là nhiều những chức năng khác nhau đúng không nào, với mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Chỉ có 599.000 đồng mà thôi nha quý vị nha. Đây là một mức giá vô cùng ưu đãi khi mà Hyundai Home Shopping giảm ngay cho quý vị 400.000 đồng quý vị ạ. Chỉ khi mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping mới có được một mức ưu đãi hấp dẫn như vậy. Chúng ta có thể quên đi mức giá chính hãng 999.000 đồng rồi, bởi vì trong chương trình phát sóng hôm nay chỉ cần 599.000 đồng mà thôi, mình có ngay một chiếc máy xay cầm tay đa năng 3 trong 1 quý vị ạ. Rất nhiều những cái chức năng và an toàn và lại tiện dụng cho chúng ta nữa. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và đặt hàng ngay quý vị nha. Và thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này, chiếc máy xay cầm tay đa chức năng 3 trong 1 như thế này quý vị ạ, chúng ta có thể là thực hiện rất là nhiều những công việc sơ chế khác nhau. Mình có thể là xay thịt, xay cá ngay tại nhà của mình, đặc biệt là với những gia đình mà có các bé nhỏ nè. Chúng ta cần phải làm cháo thịt bằm đúng không nào? Đó, kết hợp cùng với chiếc cối ngày hôm nay, chúng ta có thể xay nè, làm rất là nhiều những cái loại chả, những loại chảo khác nhau một cách cực kỳ đơn giản và dễ dàng trong gia đình của mình luôn. Kết nối cùng với cái phần máy xay thôi quý vị nha. Và ngoài ra trong những ngày cuối tuần hay là những ngày hè nắng nóng nè, thì chúng ta phải làm gì để giải nhiệt cơ thể đây? Hãy làm ngay những ly sinh tố thật là thơm mát cho những thành viên trong gia đình của mình. Kết nối phần cây sinh tố, kết nối phần cái phần thân xay sinh tố nè cùng với phần lưỡi dao sinh tố cầm tay, xay một cách cực kỳ dễ dàng và đơn giản như thế này. Công suất mạnh mẽ 500W sẽ giúp chúng ta có được những ly sinh tố thật là thơm ngon một cách nhanh chóng hơn. Đúng rồi, xay thịt được rồi nè, sơ chế thực phẩm được rồi, xay sinh tố được rồi và làm bánh cũng được luôn quý vị nha. Chúng ta chỉ cần thay cái phần mà thân lưỡi dao xay sinh tố bằng cái phần thân máy đánh trứng thôi, là như vậy chúng ta đã có thể dễ dàng mình làm bánh được rồi. Mình sẽ hòa quyện các nguyên liệu lại với nhau, nào trứng, nào bột, nào sữa nè, và rất là nhanh chóng mình có thể là dễ dàng làm nên những cái món bánh thơm ngon rồi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay chiếc máy xay cầm tay đa năng 3 trong 1 của Golden quý vị nha, với một mức giá vô cùng ưu đãi và hấp dẫn, chỉ có 599.000 đồng mà thôi. Trở lại với không gian bếp của VTV Hyundai Home Shopping, và đặc biệt hơn với chiếc máy xay cầm tay 3 trong 1 của Golson thì chúng ta có thể làm được rất nhiều những món ăn thơm ngon luôn đó Quang Quý. Đúng ví rồi. Dụ như bây giờ đây, Như Nguyễn có được một cái phần thân máy nè, rồi có phần cối xay thịt nữa để chúng ta có thể là xay thịt, xay tôm nè, xay những cái loại mà thực phẩm cần phải sơ chế mà vô cùng tiện dụng và nhanh chóng luôn quý vị nha. Và chúng ta tháo lắp cũng rất là dễ dàng. Mình có thể thấy là chiếc cối này như thế này nè. Đó, mình chỉ cần là mình vặn theo đúng cái chiều của nó thôi. Nhưng mà Như Nguyễn muốn cho mọi người
xem cái lưỡi dao trước nè. Đấy, lưỡi dao bằng thép không rỉ cho nên nó rất là sắc bén. Quý vị cũng có thể thấy nha, cái độ sắc bén của cái lưỡi dao này đó, nó sáng bóng luôn quý vị nha. Và bây giờ thì rất dễ dàng là mình chỉ cần là mình lắp vào trong cái phần cối của mình thôi, và mình cho được cái phần nắp lên nè. Đó. Rồi, bây giờ thì cho cái phần thân máy lên. Và phần thân máy này cũng sẽ có hướng dẫn để mà chúng ta có thể là lắp phần thân máy một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và chắc chắn. Bây giờ làm gì đây? Chỉ cần phải nhấn nút thôi đúng không nào? Đúng rồi đó quý vị, với hai chế độ nhanh và chậm quý vị nha. Có một đường gạch hay là hai đường gạch nè. Đó, chúng ta có thể là mình bỏ vào rất là nhiều những nguyên liệu khác nhau, về tôm, về cá hay là cả về thịt. Thôi nghe rất là mạnh đúng không ạ? Công suất lên tới là 500W, cho nên là chỉ cần sau một khoảng thời gian rất là ngắn thôi thì những nguyên liệu ở bên trong mới được trộn đều và được xay nhuyễn rồi đúng không Nguyễn? Đúng rồi đó, rất nhanh luôn á quý quý. Cái phần tôm của Nguyễn đã được xay nhuyễn và như thế này nè, rất là dễ cho những cái gia đình mà có em bé nhỏ cần phải làm những cái nguyên liệu nhuyễn, hay là mình cần làm những cái món ăn mà mình thay đổi khẩu vị của Quang Quý thì rất nhanh thôi là mình đã có ngay được rồi một cái phần mà thực phẩm đã được sơ chế mà không có phải đụng cái bàn tay của mình vào, nó không có bị dính cũng không có bị bám mùi đâu Quang Quý. Đó. Bây giờ mọi người thấy không mà chúng ta có thể là làm chạo tôm nè, rất là dẻo và rất là mịn mọi người nha, đầy đúng đủ những nguyên liệu phía bên trong nè, kéo xuống mà nó không chịu chảy xuống luôn nè. Tại đó, vì, đúng nó rất rồi, là mịn đúng không ạ? Đó, từ đó thì chúng ta có thể là thực hiện mình sơ chế rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau. Rồi bây giờ mình hãy cùng nhau làm nhanh nè, mình sẽ thấy là cái sự nhanh chóng và thuận tiện của dòng sản phẩm này. Mới đầu là mình xay nguyên liệu rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ mình xay sinh tố đi Như Nguyễn. Tức là mình xay liền, mình thưởng thức được liền luôn quý đúng vị rồi. Và cũng không cần một cái nồi, một cái tô, một cái chảo gì phức tạp, mình cần luôn một cái ly hay là một cái cối lớn để mình làm cho cả gia đình, và lúc đó mình chỉ cần là mình lắp chiếc máy này vào thôi. Và như cũ thì chúng ta sẽ lại có cái phần mà thân máy nè, và có cả cái phần thân xay inox nữa. Đó, chúng ta lắp vào cho thật là chắc chắn đúng không Quang Quý? Đúng rồi. Bây giờ đây thì mình sẽ cùng nhau làm thôi ha. Đúng rồi. Bây giờ thì quý cũng thử nha, tại vì các mày râu của mình cũng có thể là dễ dàng lắp đặt nữa. Đó, quý vị có thể xem nè, một thao tác thôi là mình có thể là lắp được rồi. Và trên thân máy cũng thể hiện là công suất 500W nữa, cho nên mình thấy được cái sự mạnh mẽ của chiếc máy này, xay nhanh hơn, mạnh hơn và mang tới sự tiện dụng cho chúng ta nhiều hơn. Rồi bây giờ Quang Quý sẽ xay sinh tố nè. Xay sinh tố này là Quang Quý có sinh tố cam nha, có cái sữa nha. Rất là nhiều những cái loại trái cây khác nhau nè, những loại sinh tố giải nhiệt nè. Chúng ta có thể xay cầm tay á, mình cầm mình xay á, mình xay tới đâu là nó nhuyễn tới đó một cách rất là nhanh chóng và thuận tiện đúng không nào? Đúng rồi đó thưa quý vị. Và chúng ta sẽ dễ dàng có được một cái thức uống thơm ngon mà không có cần phải tốn kém quá nhiều thời gian, hay là không cần những cái chiếc máy cồng kềnh nữa, bởi vì mình đã có chiếc máy xay tiện dụng tại nhà như thế này rồi. Máy xay cầm tay như vậy thì dưa lê bạc kim nè, cà chua nè, cam hay là đào của chúng ta đều có thể là được xay nhuyễn rồi, và mình dễ dàng mình nhanh chóng thưởng thức. Mà quý vị ơi, sau khi mà xay xong á thì các thành phần nguyên liệu nó hay bị dính ở trên cái lưỡi dao của mình, thì rửa mình nhiều khi không để ý là sẽ dễ bị đứt tay. Nhưng với chiếc máy Golden này thì rất tiện dụng, chúng ta dễ dàng vệ sinh chùi rửa đó quý vị ạ. Đó, rất là nhanh đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có thể là vệ sinh một cách nhanh chóng dòng sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay rồi. Đó. Và thưa quý vị, sau khi mà chúng ta có thể là mình làm máy xay sinh tố nè, mình làm xay sinh tố xong á thì mình cũng có thể là tiếp tục mình thực hiện thêm những cái món tiếp theo đi Như Nguyễn. Và với dòng sản phẩm lần này, chúng ta cũng có thể là thực hiện ngay mayonnaise ngay tại nhà luôn quý vị nha. Mình có thể là bỏ trứng vào trong dầu ăn như thế này nè. Đó, kết nối cùng với đầu xay như thế này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nha. Đó, rất là nhanh đúng không thưa quý vị? Mọi người có thể thấy không ạ? Lên màu rất là đẹp Như Nguyễn ơi. Và từ đó thì chúng ta có thể là có thể thực hiện ngay mayonnaise ngay tại nhà của mình luôn. Với hai chế độ xay nhanh xay chậm như thế này thì từ đó rất là nhanh chóng và đơn giản. Những cái nước sốt mayonnaise như thế này nè, thay vì là mình mua ở ngoài, mình có thể thực hiện ngay tại nhà của mình luôn quý vị nha. Rồi bây giờ Quang Quý sẽ chia sẻ cùng với tất cả mọi người, quay ra cho mọi người thấy nha. Rất là nhanh chóng mọi người nha, có mayonnaise thực hiện cùng với sản phẩm máy xay cầm tay 3 trong 1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Golden. Rồi thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta rất là dễ dàng và thuận tiện, mình có thể là xay thực phẩm ngay trong lúc là chúng ta nấu ăn luôn quý vị nha. Cho nên là mình cũng có thể là hoàn toàn an tâm, đặc biệt là với những cái món cháo ở nhà của chúng ta. Nếu mà có những bé nhỏ trong gia đình của mình nè thì mình cũng cần phải lưu ý, tại vì mình cần phải xay rất là nhuyễn đúng không nào? Đúng ở đây rồi. Quang Quý có chuẩn bị là canh khoai mỡ nè, đổ thêm một chút xíu là bơ ở phía bên trên nè, hay mình gọi là whipping cream á. Rồi như vậy từ đó thì mình sẽ xay luôn thành món súp quý vị ạ. Mình ăn một cái món súp mà nó sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé, nào là từ rau củ nè, rồi cả cái phần thịt cá của mình cũng được xay nhuyễn, mình thêm cả cái phần whipping cream, cái phần kem ở bên trên nữa,
cho cái phần súp của mình nó thêm cái phần béo và hấp dẫn hơn quý vị nha. Và một thao tác rất là đơn giản, chỉ cần sử dụng máy xay cầm tay 3 trong 1 của Golden thôi là mình đã có thể là hòa quyện các nguyên liệu lại với nhau rồi, rất nhanh chóng, không cần mất nhiều thời gian nào, lớp nào phải nấu, lớp nào phải xay nữa. Đây, dễ dàng. Và cái công đoạn mà chùi rửa của mình làm vệ sinh của những cái chiếc máy xay này cũng rất nhanh. Và ngày hôm nay thì có một điều không thể bỏ qua nữa đó quý vị ơi, đó chính là mức giá của sản phẩm này vô cùng hấp dẫn, đúng không Hoàng Quý? Đúng rồi thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này, chiếc máy xay cầm tay đa năng 3 trong 1 đến từ thương hiệu Golden, mức giá chính hãng là 999.000 đồng. Ngày hôm nay chúng tôi giảm ngay 400.000 đồng, mức giá ngày hôm nay chỉ còn 599.000 đồng mà thôi. Ngay bây giờ nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình thông qua số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nha. Thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi, hãy nhanh tay đặt hàng ngay để sở hữu máy xay cầm tay 3 trong 1 Golden, giúp chúng ta xay nhanh hơn, mạnh hơn, tiện dụng hơn. Với công suất 500W có 2 chế độ xay, xay nhanh, xay chậm nè, và thêm lưỡi dao bằng thép không rỉ nữa, an toàn khi sử dụng, đa năng, an toàn mà còn bền bỉ. Và với dòng sản phẩm lần này, máy xay cầm tay 3 trong 1 Golden chuyên dụng để xay sinh tố, xay nhuyễn cả đá quý vị nha, xay thịt nè, đánh trứng nè, xay được trong mọi vật chứa, kể cả thực phẩm đang nấu luôn, và đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm của cả gia đình. Sản phẩm máy xay cầm tay 3 trong 1 đến từ thương hiệu Golden, mức giá chính hãng 999.000 đồng. Ngày hôm nay trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, giảm ngày 400.000 đồng đến cho tất cả mọi người. Mức giá trên VTV Weekday chỉ còn 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tặng thêm cho quý vị tích lũy 50.000 đồng. Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Thưa quý vị, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha, chỉ còn vài phút nữa mà thôi. Nếu như mà chúng ta muốn có ngay một người bạn đồng hành để sơ chế thực phẩm một cách cực kỳ nhanh chóng thì hãy nhanh tay sở hữu ngay dòng sản phẩm của chúng tôi, dòng sản phẩm máy xay cầm tay 3 trong 1 đến từ thương hiệu Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017. Đầu tiên chúng ta có thể sử dụng để xay thịt, xay tôm, xay cá một cách cực kỳ nhanh chóng nè, có thể là trộn đều trộn lẫn một cách thoải mái và thuận tiện, không tốn quá nhiều thời gian cũng như không tốn quá nhiều chi phí và cả công sức của chúng ta, đúng không nào? Và ngoài ra nếu như mà trong những ngày nghỉ cuối tuần, trong những ngày hè nắng nóng, chúng ta muốn có những ly sinh tố mát lạnh thì như thế nào? Có thể sở hữu ngay dòng sản phẩm lần này kết nối cùng với phần máy xay cầm tay mà thôi. Từ đó chúng ta có thể xay sinh tố ngay tại nhà của mình. Đúng rồi đó quý vị. Vì vậy thì các chị em phụ nữ muốn chăm sóc cho con nhỏ của mình nhưng mà không mất quá nhiều thời gian hay là vất vả, hay là những người yêu thích công việc nội trợ muốn làm thêm nhiều món ăn thơm ngon thì hãy sở hữu ngay với chiếc máy xay cầm tay 3 trong 1 Golden này quý vị nha. Chúng ta có thể làm bánh nè, đánh trứng nè, mình có thể là làm sốt mayonnaise hay là rất nhiều những cái loại nguyên liệu và sản phẩm khác nữa từ chiếc máy xay cầm tay này, và làm ra những cái món sinh tố thật là hấp dẫn nữa. Rồi mình còn sơ chế tiện dụng hơn, xay nhanh hơn, mạnh hơn, tiện dụng và an toàn lại bền bỉ. Một chiếc máy đa năng rất phù hợp cho gia đình của chúng ta. Thế nên thời gian của mình đang trôi qua rồi, tận dụng ngay cơ hội này và đặt hàng để sở hữu sản phẩm này quý vị nha. Chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng không còn nữa. Nhưng Nguyễn và Quang Quý chúc cho quý vị sẽ có những sự lựa chọn thông minh và luôn có được không gian hạnh phúc trong gia đình của mình. Xin chào. Nhanh tay sở hữu ngay máy xay cầm tay 3 trong 1 Golden, xay nhanh hơn, mạnh hơn, tiện dụng hơn. Với công suất 500W có 2 chế độ xay, xay nhanh, xay chậm, lưỡi dao bằng thép không rỉ, an toàn khi sử dụng, đa năng, an toàn, bền bỉ. Dòng sản phẩm lần này, máy xay cầm tay 3 trong 1 đến từ thương hiệu Golden, chúng ta có thể sử dụng để xay sinh tố và xay nhuyễn cả đá quý vị nha. Sử dụng để xay thịt, xay tôm, xay cá nè, đánh trứng nè, và xay được trong mọi vật chứa kể cả vật phẩm đang nấu, cho nên mọi người có thể yên tâm. Dòng sản phẩm này đáp ứng toàn bộ nhu cầu xay thực phẩm của cả gia đình. Sản phẩm máy xay cầm tay 3 trong 1 đến từ thương hiệu Golden, mức giá chính hãng 999.000 đồng. Ngày hôm nay trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng, giảm ngày 400.000 đồng đến cho tất cả mọi người. Mức giá trên VTV Weekday chỉ còn 599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Tặng thêm cho quý vị tích lũy 50.000 đồng. Golden, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017.